Chiến khu rừng sát Cần Giờ hân hạnh kính chào quý khách. Kính chúc quý khách một ngày tham quan vui vẻ và nhiều bổ ích. Thưa quý khách, nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình tham quan, rất mong quý khách lưu ý và thực hiện quy định sau. Quý khách không được chọc phá thị và các loài động vật qua giả khác. Để đề phòng thị tấn công, quý khách không được mang tách thức ăn, nước uống từ ngoài vào khu vực tham quan. Các bậc phụ huynh phải quan tâm quản lý con em mình, không được cho trẻ em cầm giữ thức ăn và trực tiếp cho khỉ ăn. Nhằm đảm bảo an toàn, đề nghị quý khách không tổ chức ăn uống trong khu vực tham quan, chỉ ăn uống tại khu vực nhà hàng, căng tin. Để tránh mất mát tài sản do bị dị dật, xin quý khách lưu ý cẩn thận và tự quản lý đối với những vật dụng cá nhân như túi sách, mắt kính, điện thoại, máy quay phim, máy ảnh, mũ, nón mang theo. Các vật dụng không cần thiết, quý khách vui lòng để lại trên xe. Để có một chuyến tham quan vui vẻ và an toàn, thiết tích lực lượng chiến khu rừng sát Cần Giờ rất mong nhận được sự hợp tác của quý khách. Trân trọng cảm ơn. Rồi nó nhìn sao? Con dịnh rồi, con dịnh rồi. Rồi tại rút tôi vô trắng thiệt á. Nãy kêu nó bị trắng đắng rồi. Đi vào đây thì phải rất là cẩn thận, mắc kiến rồi đồ ăn mà không có được cầm là bị giật liền. Nhất là đồ ăn nha, đồ ăn mà cầm trên tay là mình không thấy con hỉ làm nhưng mà nó sẽ giật từ phía sau. Mình phải cẩn thận để tránh, là có khi nó giật đồ ăn thì không sao, nhưng mà có khi nó làm chày chùa của tay chân mình thì mình phải đi chích ngừa. Đây là cái khu vực, ở đây là khu du lịch chiến khu rừng sát. Ở đây cũng có rất là nhiều khỉ, rất là nhiều. Vé tham quan vô đây là 45.000 một người. Thời điểm này là tháng 8 2023. Ôi, giờ chỉ bên tí tí đi. Quay phim cũng không có dám quay gần, sợ bị giật cái điện thoại. Quay hơi xa xa nên mình có khi nhìn không rõ. Mấy chú khỉ con nhí nhìn rất là dễ thương. Ai gà, ai gà, ui. Ui. Quánh nhau. Ủa sao khỉ con rớt nữa. Ở đây cho nó ăn đó. Cho ăn thì ông được quay phim. À, nó chắc là nó cướp đô người ta ấy, người ta bảo nó thả xuống. Đi cô đi hai cái ban đi nha. Lấy đồ rồi giờ lấy đồ. Nó giật đồ xong rồi là lấy.
Ôi đường chắc lẹ ghê luôn á. Cái đợt này, cái lúc này trời mưa, cho nên mưa vào trú ở trong cái nhà chỗ bán vé cho nó. Người ta là người ở trong thủy thì ở ngoài. Đây quay mấy con khỉ này cô. Mình nhìn vào mấy khỉ á, mình nhìn vào đây nè. Xin á, xin ăn đó, không xin ăn là cho. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.